Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của công ty luật CIS. Năm 2021, để san sẻ một phần những khó khăn như dịch bệnh COVID-19, nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ dành cho người lao động, trong đó có chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo chính sách này, toàn bộ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 hoặc đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2021 thì đều được hưởng một khoản hỗ trợ từ 1 triệu 800 nghìn đồng trên một người đến 2 triệu 900 nghìn đồng trên một người. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ và đã nộp hồ sơ đúng hạn, nhưng vì một số lý do, người lao động chưa được giải quyết quyền lợi. Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 24 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, người lao động được tiếp tục hỗ trợ theo nghị quyết số 24 là những người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn theo định tại nghị quyết số 3 năm 2021 nhưng chưa được chi trả. Theo đó, đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì đã phải nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 10 tháng 11 năm 2021 và đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì đã nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021. Điều đó có nghĩa nếu người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ nhưng không nộp hồ sơ trong thời hạn đã nêu thì sẽ không được tiếp tục hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ sẽ được hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau. Thứ nhất, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng, mức hỗ trợ sẽ là 1 triệu 800 nghìn đồng trên một người. Thứ hai, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, mức hỗ trợ sẽ là 2 triệu 100 nghìn đồng trên một người. Thứ ba, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng, mức hỗ trợ sẽ là 2 triệu 400 nghìn đồng trên một người. Thứ tư, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng, mức hỗ trợ sẽ là 2 triệu 650 nghìn đồng trên một người. Và cuối cùng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, mức hỗ trợ sẽ là 2 triệu 900 nghìn đồng trên một người. Vậy, nếu bạn thuộc đối tượng được hỗ trợ như trên và bạn đã nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng chưa được giải quyết quyền lợi, thì bạn hãy nhanh chóng liên hệ công ty nơi bạn làm việc hoặc liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội tại nơi thuận tiện nhất để được hướng dẫn. Quyền lợi của bạn sẽ được giải quyết chậm nhất vào ngày 10 tháng 9 năm 2022. Video đến đây là hết. Nếu thấy hay, các cô chú, anh chị hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh Công ty Luật CIS để theo dõi thêm những thông tin hữu ích khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.